Bây giờ anh em quý hàng của bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em quý hàng của các bạn giàu sức khỏe và có nhiều thành công trong công việc cũng như là cuộc sống. Thì ngày hôm nay mình muốn mang đến cho anh em một dòng sản phẩm đến từ Hàn Quốc, sản xuất 2008, mang số báo danh 61, một bé Kia, tải trọng của nó là 181, phiên bản thùng kính nha anh em. Niên hạn sử dụng đến 2033. Một chiếc xe tải nhẹ, gọn, xinh xắn, nước sơn màu trắng rất là bắt mắt như thế này. Bánh sau của nó với đường kính mâm là 13 inch, vỏ 5.5. Bánh trước đường kính mâm là 16 inch, vỏ 6.5. Bánh lớn, gai lớp cũng còn rất là cao. Phía trước dùng khuộc nhíp rất là dày và cứng cáp luôn. Cabin thì cũng đã được sơn phết và làm đồng lại một tí xíu sơ sơ. Nói chung là 2008 mà đời nó cũng khá sâu rồi, nên việc làm đồng mà sơn phết cho nó đẹp thì cũng bình thường nha anh em. Xe có máy lạnh, ghế ba chỗ ngồi bọc da, vô lăng có trợ lực rất là nhẹ nhàng, hộp số 5 số tiến, một số lùi đó. Nói chung là mọi thứ trên xe thì hiện tại cũng còn rất là ổn và rất là tuyệt vời. Nếu anh em thích cái mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp với mình hoặc anh em xem xe trải nghiệm và lái thử, nếu cảm thấy phù hợp thì có anh em nói về phục vụ để kinh doanh vận tải vận chuyển hàng hóa của anh em với hàng của các bạn. Nội thất ngồi rất là đẹp nha anh em, rất là chỉnh chu và rất là bắt mắt. Nói chung dòng Kia xài tương đối ổn định và chất lượng thì khỏi phải nói rồi, cũng rất là ok lắm anh em, rất là tuyệt vời. Xe này ít hư hỏng vặt, mưa chỉ vì chạy thôi đó. Bánh sau vỏ lốp gai cũng còn rất là cao và điều đặc biệt thùng rất là đẹp, thùng này rất là đẹp luôn anh em, sàn sắt dập sóng đó, nhưng mà nhìn cái thùng rất là chắc và rất là liền lại và rất là đẹp nha. Đấy, nói chung là thùng rất là mượt mà luôn. Với kích thước thùng là 3m4, chiều dài, chiều ngang là 1m650 và chiều cao là 1m7. Đó là kích thước thùng, cầu, khung gầm, nhíp, khung sexy, bao dày, bao cứng. Đó, nói chung là mọi thứ trên xe đều khá là ổn định mà khá là tuyệt vời luôn anh em. Nói chung là mọi thứ trên xe đều rất là ổn nha. Xe rất là đẹp luôn, từ thùng bọng, cabin, máy móc cũng còn rất là ok. Đây, thùng này thùng hai lớp nè, đó lớp trong là lớp lăn kẽm nè, khung giữa khung xương và lớp mát xốp nè, sàn sắt rất là dày và cứng cáp luôn. Đó, nói chung là mọi thứ trên xe thì rất là ổn định nha anh em, mua về chỉ việc chạy thôi, xe rất là tuyệt vời luôn. Thì con xe này bên mình đang dự kiến chào bán cho anh em quý hàng của bạn đợt 2008 với mức giá là 160, 181 thùng 3m4, Kia K3000S, phía trước dùng phụ và nhíp, dạng cabin lật, xe này dạng cabin lật nha anh em. Nó có cái dòng K2007 là cabin chết và nó từ đời cao, đời K2007 thì đời cao từ 2009 trở lên thì nó sẽ có cabin lật, còn đời thấp thì cabin chết. Và phía trước nó dùng phuộc thôi, không có nhíp. Còn cái dòng này thì dùng phuộc và nhíp và đầu cabin rất là rộng rãi và rất là to. Kia K3000S cụm đèn thiết kế diện ngang rất là đẹp và sắc sảo, dưới tải nhiệt mới là rộng. Và đây là khối động cơ với dung tích xi lanh của nó là 2,9 lít, công suất đạt 67 kW tại vòng tua 3, tại vòng tua 4.000 nha anh em. Máy dầu 4 kỳ 4 xi lanh sẵn hàng, máy của Kia thường thì những cái dòng xe của Kia xài rất là bền, máy móc vào rất là ok, chạy cũng rất là bốc và rất là tiết kiệm nhiên liệu nha anh em. Đó, phía trước dùng phụ còn nhíp cabin rất là liền lạc, nó chỉ có hơi mục mọt và hơi bị lủng lỗ thì xe này chủ cũ đã giá và làm đồng lại và đã được sơn phết lại rồi. Nói chung là mọi thứ hiện tại giờ xe rất là ổn định luôn, mua và chỉ việc chạy thôi, không cần phải làm gì thêm. Từ phần máy móc, cabin, động cơ và tất tần tật về con xe này đều rất là ổn định cho anh em quý hàng của các bạn. Đây là những cái chỗ mà nó mục thì chủ cũ đã giá lại rồi anh em. Đó, khung sexy, bao dày, bao cứng nha, máy móc rất là ok, mọi thứ xe đều khá là ổn định, thùng bọng rất là ok luôn. Đó, nói chung tất cần đặt về em xe này Kia K3000S, tải trọng 1,1 tấn, thùng 3m4, đời 2008 với mức giá 160 triệu ra đi em nó. Cảm ơn em quý hàng của bạn đã theo dõi cái video báo giá cũng như là cập nhật liên tục tình hình giá cả xe tải cũ cho anh em quý hàng của bạn được biết thêm trong video ngày hôm nay. Nếu thích cái mẫu xe này thì cứ liên hệ trực tiếp với mình hoặc anh em xem xe trải nghiệm và lái thử, nếu cảm thấy phù hợp thì có thể đem nó về. Cảm ơn rất nhiều, xin chào.